Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Khốn thay cho những kẻ lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ, cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ quá bụa làm miếng mồi, kẻ mồ côi làm của cướp. Tới ngày thăm phạt, khi họa hoạn từ xa mà đến, các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu và để sự vinh hiển mình ở nơi nào? Chúng nó chỉ có khom lưng dưới những kẻ phu tù và ngã dưới những kẻ bị giết. Dầu vậy, cơn giận của Chúa chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Hỡi Assyri là cái roi của sự thạnh nộ ta. Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy. Ta sẽ sai nó nghịch cùng một nước chẳng tin kính, khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi giận, để cướp lấy, bóc lột và giày đạp chúng nó như buồn ngoài đường. Nhưng nó không có ý thế, trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy, lại thích phá hại và hủy diệt nhiều dân, vì nó nói rằng, các quan trưởng của ta há chẳng phải đều là vua sao? Há lại, Cano chẳng như Cạc Kemít, Hamat chẳng như Ạc Bác, Samari chẳng như Đa Mách sao? Như tay ta đã tới đến các nước của thần tượng, tượng chạm có họ lại hơn của Jerusalem và Samari nữa, thì ta há chẳng sẽ làm cho Jerusalem và thần tượng nó cũng như ta đã làm cho Samari và thần tượng nó sao? Nên sẽ xảy ra khi Chúa đã làm xong cả việc trên núi Sion và tại Jerusalem, thì chính ta sẽ hành phạt những bông trái bởi lòng kiêu ngạo và sự vinh hiển của con mắt ngó cao của vua Assyri. Vì người nói rằng, ta đã làm điều đó bởi sức mạnh của tay ta, bởi sự khôn ngoan ta, vì ta là thông minh. Ta đã dời đổi giới hạn các dân, đã cướp của quý họ, như một người mạnh đã làm cho những kẻ đang ngồi phải xuống. Tay ta đã tìm được của cải các dân như bắt ổ chim, vơ vét cả đất như lượm trứng đã bỏ. Chẳng có ai đập cánh, mở mỏ hay là kêu hót. Cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ư? Cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ cầm cưa ư? Thế cũng như cái roi vận động kẻ giơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy. Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm cho những người mập mạnh của nó trở nên gầy mòn, và dưới sự vinh hiển nó sẽ đốt cháy lên như lửa thiêu đốt. Sự sáng của Israel sẽ trở nên lửa, đấng thánh nó sẽ trở nên ngọn đèn. Chỉ trong một ngày, đốt tiêu gai gốc và chà chuông nó, lại thiêu hủy vinh hoa của rừng cây và ruộng màu mỡ nó, cả linh hồn và thân thể như kẻ cầm cờ xí ngất đi vậy. Bây giờ, những cây trên rừng nó còn sót lại chẳng là bao một đứa bé con có thể chép lấy được. Trong ngày đó, dân sót của Israel và người thoát nạn của nhà Gia-cốp sẽ không cậy kẻ đánh mình nữa, nhưng thật lòng cậy Đức Giê-hô-va là đấng thánh của Israel. Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. Hỡi Israel, dầu dân ngươi như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã định bởi vì sự công bình tràn khắp. Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định làm trọn sự hủy diệt trong khắp đất. Vậy có lời Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Hỡi dân ta, ngươi ở tại Si-ôn, chớ sợ người Assyri, dầu họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người Ê-díp-tô. Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi. Cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó. Bây giờ,
Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ giá roi trên họ, như Ngài đã đánh giết người Ma-đi-an nơi vần đá Hô-rép, lại sẽ giơ gậy trên biển, sẽ giơ lên như đã làm trong xứ Ê-díp-tô. Trong ngày đó, gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai ngươi, ách nó cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập. Nó đi đến A-giác, trải qua Mi-gơ-rôn để đồ đạc tại Mít-ma. Chúng nó vượt qua ải, đóng trại tại Gê-ba. Rama run sợ, Gi-bê-a của Sao-lơ chạy trốn. Hỡi con gái Ga-lim, hãy cất tiếng kêu to. Hỡi người La-ít, hãy ghé tai mà nghe. Thương thay cho người Anatot. Mác-mê-na trốn tránh, dân cư Gê-bim tìm chỗ núp. Chính ngày đó, chúng nó sẽ đóng tại Nóp và vung tay nghịch cùng núi của con gái Si-ôn, nghịch cùng đồi của Giê-ru-sa-lem. Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ dùng oai mạnh đốn các nhánh cây. Những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống. Ngài dùng sắt chặt những bụi rậm trên rừng, và Li-ban bị ngã xuống bởi người mạnh sức. Chương 11. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Bây giờ, muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đang bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta, vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyri, Egypto, Phatro, Cút, Elam, Sinea, Hamat cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Bây giờ sự ghen tương của Ephraim sẽ mất, kẻ khuấy rối Juda sẽ bị trừ đi. Ephraim không ghen ghét Juda nữa, Juda không khuấy rối Ephraim nữa. Chúng nó sẽ bay trên vai dân Philistin về phía tây, cùng nhau cướp giật con cái phương đông, tra tay trên Edom và Moab. Con cái Amon sẽ vâng phục họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắc dải biển Ê-díp-tô, vung tay trên sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh mà chia ra làm bãi suối và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài, là những kẻ sót lại bởi Assyri, cũng như đã có một đường cái cho Israel trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy. Chương 12. Trong ngày đó ngươi sẽ nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa, vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi và Chúa yên ủi tôi. Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va,
Chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi, Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu, và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài. Hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc. Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng, vì đấng thánh của Israel là tôn trọng giữa ngươi. Thi Thiên 43. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy đoán xét tôi và binh vực duyên cớ tôi đối cùng một dân vô đạo. Hãy giải cứu tôi khỏi người dối gạt chẳng công bình. Vì, Đức Chúa Trời ơi, Chúa là sức lực tôi. Cớ sao Chúa đã từ bỏ tôi? Nhân sao tôi phải ở buồn thảm? Vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra. Nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa. Bây giờ, tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức đến cùng Đức Chúa Trời là sự rất vui mừng của tôi. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ lấy đờn cầm mà ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Chương 7. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em. Tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻ quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình, mà cám dỗ chăng? Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chứ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi. Song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thể này, kẻ kia thể khác. Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng, ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả. Vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình uông đốt. Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình. Còn chồng cũng không nên để vợ. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại, nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy, đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu cắt bì mà được gọi chăng? Thì chớ chịu phép cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy
khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đừng làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đứng tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền. Song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy, tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Hỏi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Vả, tôi muốn anh em được thong thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí. Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Vả, tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Chương 8. Luận đến của cúng các thần tượng, thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không. Chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Thật, người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất. Bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều Chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài, là chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy,
kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. Cho nên nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Chương 9. Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm hay sao? Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng: ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng: ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Anh em há chẳng biết rằng, trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.
Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy ba vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.